Bây giờ bộ này lạ quá ha. Cái này nó để coi. Có nghĩa là nó ngay chỗ nó ở trong rừng này. We have a new assignment. Eliminate the commander of Rogue Coyote, one of the PFs operating in Africa. The target is simply the main. That's the target. He may have a connection to Cipher. I'd like to interrogate him to be sure, but there's no guarantee he knows anything useful. The contract is to eliminate him. But I'll leave things up to you, boss. Which could explain why he's picked up a long list of enemies. I don't like getting involved in a PF pissing match any more than you do. There's another reason we took this job. Recently, this guy's been talking about dealing in nuclear arms. Think back to the shipment that Cipher was having ZRS transport. If we put the squeeze on this major, we might come out of it with some new intel on Cipher. À đây này. À 1 2 3. À đây. Marker placed. Đây. Marker removed. Đây, chắc là đây rồi. Please select a deployment point. Tới đây thử xem thế nào. Chặt tay quá. Ủa mà cái chỗ hồi nãy nè mình tới rồi mà ta. Này mình cũng thịt rồi. Đây. À bên đây còn cái nè. À đi đâu rồi
mình hả? Thôi. Mình có bảo lỡ gì vậy không ta? Sao tìm hoài nơi ấy, tìm hoài không thấy đi. Cho chỗ quần kia gì đâu. Analysis complete. Analysis complete.
từ, nói chung là cứ từ từ. À, chỗ nào cũng có phòng. He's coming too. Roger that. Rồi từ từ, chỗ nào cũng có phòng. Nó không thấy á, nó không thấy thiếu rồi ta. Guy. Chú
Okay, subject is in the suit. Get the rest out and back at base. Ah, nhiệm vụ rồi. Làm mất thời gian vãi. Hỏi gì nữa không? Nói chung là mình không từ bỏ một món gì hết. Thấy không hàng hết. Không hàng hết, không hàng hết. Ok, well done. Xong rồi đó ta. Ok. Xong rồi. Thì ba cái chỗ ở đây là ba cái chỗ mình thì này cũng có. Ở đây cũng có từng nào. Xong rồi. Ủa, nó có một thằng à? Một thằng. Còn thằng này thì ở đâu? We have a new assignment. Eliminate the commander of Rogue Coyote, one of the PFs operating in Africa. Okay. The target is simply the major to his men. That's his rank from his army days. Instead of your typical boots on the ground work, he's more of a job broker and a recruiter. And apparently he also runs a little espionage operation on the side. Which could explain why he's picked up a long list of enemies. I don't like getting involved in a PF pissing match any more than you do. There's another reason we took this job. Recently, this guy's been talking about dealing in nuclear arms. Think back to the shipment that Cipher was having ZRS transport. If we put the squeeze on this major, we might come out of it with some new intel on Cipher. Please select a deployment point. Cái này nãy mình tới rồi mà đúng không? Giờ kho tới còn lính không được liền. Bù bù. Mẹ nè. À đúng. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Cái này là cái gì? Xong chưa? Ok. À, tạm thời mình xong cái này. Time for what? À, đo. Zish. Come back later.